khi bước vào phần 2, chúng ta hãy cùng giải bài tập mà bài 7 hôm trước đã để lại các bạn. Bài 7 phần 1 đã để lại bài tập gì nhỉ? Đó chính là Anantanarun Motu Chacha Posipsio. Hãy tìm tất cả những cái từ vựng mà bạn đã biết. Anantana tức là từ đã biết và Motu là tất cả, chat là tìm. Bây giờ chúng ta đã có từ vựng gì? Dân xuê tức là chìa khóa phải không ạ? Chúng ta bây giờ sẽ tìm từ hàng ngang, hàng dọc và hàng chéo. Xem chúng ta đã học được những từ gì nào. Trước hết chúng ta có từ dân xuê là chìa khóa rồi. Chúng ta có gì ạ? Sachin là gì các bạn? Sachin chính là bức ảnh phải không ạ? Bức ảnh. Còn ipun là gì ạ? Ipun theo hàng dọc nào? Ipun tức là chăn phải không ạ? Chăn của người Hàn. Chăn tên gọi của tiếng Hàn. Còn tiếp theo, hoa trang phum là gì ạ? Hoa trang phum hôm trước cô đã ví dụ cho các bạn rồi, đó chính là mỹ phẩm. Chúng ta lại có gì? Hoa ca từ này chắc là các bạn chưa biết, đó chính là họa sĩ. Chúng ta lại có gì? Có từ gì nữa hả? Thư rayo là gì ạ? Là từ vựng mà chúng ta vừa học hôm qua, đó chính là máy sấy tóc. Rồi chúng ta lại có gì? Mocha là gì ạ? Mocha là cái mũ. Rồi gì nữa? Gió quân là gì? Gió quân là gì ạ? Là hồ chiếu. Rồi chúng ta lại có từ này. Từ này gì ạ? Chiếc cáp là gì? Chiếc cáp là cái ví phải không? Pin thông là gì? Pin thông này là hộp bút phải không ạ? Bé ke là gì ạ? Là cái gối này. Công chắc là gì? Công chắc chính là quyển vở phải không? Rồi krim là gì ạ? Krim là gì? Là bức tranh, vân vân. Chúng ta có rất nhiều từ mà chúng ta có thể tìm kiếm và chúng ta dịch nghĩa của nó. Sau này khi chúng ta đã học đến bài 10, bài 11, bài 12, chúng ta để tìm tiếp xem mình đã thuộc được bao nhiêu từ. Và trong từ, cô chỉ mới đưa lên ví dụ những từ các bạn đã học và một số từ các bạn chưa học thôi. Còn rất nhiều từ vựng ở trong này mà chúng ta chưa khám phá ra. Các bạn hãy cùng tiếp tục tìm hiểu các bài tập này nhé. Bài 7 phần 2, mục đích của chúng ta là gì? Đó chính là chúng ta hỏi và đáp được về cái gì ạ? Đó là về đồ vật. Một, chúng ta đã hỏi đáp được về địa điểm. Bây giờ chúng ta hỏi đáp về đồ vật. Và chúng ta tiếp cận với đuôi câu ngữ pháp mới, đó là IEO và YEO. Chúng ta cũng hoàn thành hồi thoại 2 và chúng ta đến với phần văn hóa. Văn hóa của bài 7 là gì? Văn hóa của bài 7 muốn nói đến choa sốc môn hoa. Choa sốc môn hoa có nghĩa là văn hóa ngồi của Hàn Quốc. Rồi chúng ta lại tiếp tục đánh giá kiến thức mà chúng ta đã học qua 2 buổi bằng cái EPS Topic. Và bây giờ mời các bạn chúng ta cùng đến với phần ngữ pháp của bài hôm nay. Hôm trước chúng ta đã học gì nhỉ? Chúng ta cùng ôn tập xem nào. Đầu tiên, chúng ta có đại từ chỉ định y. Y là này, đúng không ạ? Chỉ người hoặc vật gần người nói. Ví dụ như y cốt là cái này, y saram là người này, y chip là nhà, ngôi nhà này, y huê sa là công ty này. Còn từ thứ hai là cứ ấy, chỉ người hoặc vật gần người nghe, xa người nói. Ví dụ như là cứ cốt, cứ saram, cứ chip, cứ huê sa, vân vân. Và cho chỉ người hoặc vật xa cả người nghe lẫn người nói. Ví dụ như là cho cốt, cho saram, cho chip, cho huê sa, vân vân. Và chúng ta cũng đã học ngữ pháp tiểu từ sở hữu của. Tiểu từ sở hữu của đứng giữa hai danh từ. Danh từ sở hữu đứng trước và danh từ bị sở hữu đứng sau. Chứ của này sẽ đứng sát vào danh từ sở hữu các bạn nhé. Ví dụ như là chúng ta có ví dụ sau đây. Hàn Quốc sarame mùn hòa kha á râm tạp xưng nì tà. Một câu tương đối dài phải không ạ? Nhưng mà chúng ta có thể dịch được bởi vì mùn hoa này chúng ta học rồi phải không ạ? Mùn hoa là hóa. Còn Hàn Quốc Saram là gì ạ? Là người Hàn Quốc. Vậy chúng ta sẽ dịch văn hóa của người Hàn Quốc. Thì gì? Chỉ có từ này chúng ta chưa biết thôi. Arum tap ta có nghĩa là đẹp. Văn hóa của người Hàn Quốc thì đẹp. Tại sao lại nói là văn hóa Hàn Quốc đẹp? Vậy văn hóa Việt Nam có đẹp không? Tất nhiên văn hóa Việt Nam cũng rất nhiều cái đẹp rồi. Nhưng mà khi chúng ta tiếp cận với văn hóa Hàn Quốc, chỉ riêng điều chào thôi chúng ta cũng đã thấy nó rất là đẹp rồi phải không ạ? Rất là trân trọng, rất là tôn trọng người nghe. Chào anh em hay xíu. Đúng không ạ? Như vậy rất là đẹp rồi. Cho nên chúng ta có thể nói văn hóa của người Hàn thì đẹp. Đấy. Chúng ta lại tiếp tục với ngữ pháp mà chúng ta đã học hôm trước. Đó chính là ngữ pháp tiểu từ chủ ngữ y ca. Tiểu từ chủ ngữ y ca được sử dụng cho danh từ nếu có bắt chim thì cổng y và không có bắt chim thì cổng ca. Và ví dụ như sau. Y có si mùa xin. Cái này chủ yếu. Tiểu từ y ca chủ yếu dùng để đề cập đến một chủ đề mới, một cái nội dung mới chưa biết. Cho nên câu hỏi
cây này là cây gì thì người ta thường dùng tiểu từ ika chứ không dùng tiểu từ nân. Và ikosi mo simnika có nghĩa là cây này là cây gì. Còn ví dụ thứ hai đó là kaku he saka joki innita. Kaku he sa có nghĩa là công ty gia cụ. Kaku là gia cụ giống như tiếng Việt phải không ạ? Cái đồng âm ở tiếng Việt kaku gia cụ. Công ty sản xuất đồ nội thất thì có ở đây. He sa kaku he saka joki innita. Công ty sản xuất đồ nội thất, công ty sản xuất đồ gia cụ thì ở đây. Và sau khi ôn tập ngữ pháp của bài hôm qua rồi thì chúng ta cùng đến với ngữ pháp của bài hôm nay nhé. Ngữ pháp bài hôm nay có cái gì? Đó chính là dạng thân mật của động từ ita. Dạng thân mật nhưng mà rất lịch sự nhưng mà cũng rút gọn của động từ ita. Đó chính là gì? Đầu tiên chúng ta nghiên cứu danh từ mà đứng trước động từ ita. Nếu danh từ có bắt chim thì chúng ta cộng với ieo. Ieo dùng cho danh từ có bắt chim. Và danh từ không có bắt chim thì chúng ta cộng với yeo. Yeo sử dụng cho danh từ không có bắt chim các bạn nhé. Có ví dụ nào? Nếu như mà hắc sen chẳng hạn, hắc sen là một danh từ có bắt chim không ạ? Hắc sen chắc chắn là có bắt chim bởi vì chữ sen này có chữ ngơ phải không ạ? Vì thế cho nên sẽ cộng với yeo tạo thành hắc sen yeo. Còn danh từ uy sa, chữ sa này vì không có phụ âm dưới cho nên chúng ta sẽ làm gì? Sẽ cộng với yeo. Uy sa yeo là học sinh, là bác sĩ. Như vậy là hôm trước chúng ta imnita, hắc sen imnita là học sinh. Bây giờ chúng ta lại có hắc sen yeo là học sinh. Và hôm trước chúng ta có uy sa imnita, uy sa imnita thì bây giờ uy sa yeo lại cũng là bác sĩ. Đây là cách này thân mật và gần gũi nhưng mà nó cũng gọn hơn các bạn nhá. Và chúng ta tiếp theo nào, xem nào. Nếu như chúng ta có thu an cộng với imnita, thu an imnita thì bây giờ chúng ta có thể biến đổi cái đuôi imnita này thành gì ạ? Thành gì? Bởi vì thu an này có bắt chim cho nên chúng ta sẽ biến đổi nó thành thu an cộng với ieo, thu an ieo. Còn danh từ thứ hai đó là kisuksa. Kisuksa imnita, imnita bây giờ cũng biến đổi về đuôi câu dạng thân mật. Vì chữ sa này không có bắt chim cho nên chúng ta sẽ biến đổi thế nào? Đó là kisuksa cộng với ieo. Kisuksa ieo là ký túc xá. Là thu an là ký túc xá. Tiếp theo nào? Otimnika. Otimnika đây là câu hỏi phải không ạ? Câu hỏi cũng như câu khẳng định thôi, nó cũng biến đổi giống nhau mà nó chỉ khác nhau ở ngữ điệu. Vì thế cho nên otimnika thì imnika này biến đổi sẽ thành gì ạ? Vì oti không có bắt chim cho nên nó sẽ là oti cộng với yeo tạo thành otieo, otieo. Còn tiếp theo nữa nào? Chikap imnika. Ồ, có phải là cái ví không? Bây giờ chúng ta biến đổi theo dạng câu thân mật như thế nào? Đó chính là ta lấy chikap. Và chikap này vì có bắt chim cho nên ta sẽ cộng với gì? Đó chính là cộng với yeo tạo thành chikapieo. Như vậy là động từ ita khi dùng với dạng thân mật thì chúng ta có thể dùng ieo và yeo. Và cái này khác với ita dùng với dạng đôi câu lịch sử khiêm tốn, đó là imnika, imnita. Ở đây chúng ta không phân biệt trên dạng chữ mà chúng ta chỉ phân biệt câu hỏi và câu trả lời bởi ngữ điệu của người nói mà thôi. Chúng ta cùng đọc theo cô nhé. Thuan ieo, kisuksa ieo, oti ieo, chikapi ieo. Như vậy là động từ ita ở câu thân mật không phân biệt ở câu hỏi hay là câu khẳng định, câu kể mà nó đều được cấu tạo giống như nhau. Có nghĩa là đều cộng ieo ở danh từ có bắt chim, jeo ở danh từ không có bắt chim. Tuy nhiên, nó sẽ phân biệt ở ngữ điệu của câu. Ví dụ như là thuan ieo, kisuksa ieo, oti ieo, chikapi ieo. Chúng ta thấy có khó không ạ? Không khó một chút nào phải không? Tuy nhiên, để sử dụng với đôi câu rút gọn như thế này, đôi câu thân mật thế này thì thường trong các cái thành phần của câu nếu có thể rút gọn được thì người ta đều rút gọn thêm. Người ta rút gọn tiếp những cái phần nào có thể rút gọn được trong câu. Mời các bạn chúng ta cùng đến với phần churiman. Churiman chính là rút gọn, cách nói ngắn gọn các bạn nhé. Chúng ta sẽ rút gọn như thế nào? Ví dụ chúng ta có y cơ sinh thì chữ y để nguyên và chữ cơ sinh này người ta sẽ rút gọn lại. Tạo thành gì ạ? Tạo thành icon. Icon có nghĩa là gì? Người ta đã bỏ chữ sơ của chữ cốt và chữ ư của chữ ân để tạo thành icon, ghép lại với nhau. Vậy thì cư cơ sinh sẽ được biến đổi thế nào? Đó là rất giống với y cơ sinh, chính là cư con. Và cho cơ sinh thì sẽ biến đổi thành cho con. Và chúng ta có từ nghi vấn muốt
Muốt này là một từ nghi vấn có hai chữ và chúng ta sẽ ghép lại thành một chữ như sau. Đó là chúng ta lược bỏ cái gì ạ? Chúng ta đã lược bỏ bắt chim của chữ ót để tạo thành mùa. Mùa. Mùa là cái gì? Hôm sau chúng ta hỏi mùa. Mùa yếu. À cái gì vậy? Người Hàn ấy nói như vậy phải không ạ? Nếu các bạn nghe phim thì các bạn sẽ thấy mùa yếu. Đấy. Còn nếu mà cho nên đầu câu làm chủ ngữ thì chúng ta cũng có thể rút gọn thành gì ạ? Đó chính là tròn. Và chúng ta lại có sự rút gọn đối với các tiểu từ y, đó là y cốt cộng với y tạo thành y cơ si. Và y cơ si này cũng được rút gọn chữ cơ si thành y, y kê. Người ta bỏ bắt chim chữ sơ này của chữ cốt và ghép chữ y vào tạo thành y kê. Tương tự như vậy thì cứ cơ si sẽ tạo thành gì? Và cho cơ si sẽ rút gọn thành gì ạ? Thành cho kê. Rồi chúng ta còn có nuku. Nuku là từ nghi vấn đứng đầu câu làm chủ ngữ. Nếu nuku kết hợp với tiểu từ ca thì chúng ta rút gọn thành gì ạ? Thành nuka. Đây là một chữ hơi khác phải không ạ? Rồi chúng ta lại có nuku mà kết hợp với tiểu từ nun thì lại biến thành nukun. Những cái này có thể là rất lâu sau chúng ta mới gặp các bạn nhé. Còn bây giờ chúng ta chưa gặp đâu. Bây giờ chúng ta sẽ gặp cái dạng này này và cái dạng bên này. Từ phần này thì chúng ta có thể đến với các ví dụ như sau. Nếu như hỏi ban đầu có ikosi mosimneka, cái này là cái gì? Thì câu này sẽ được biến đổi như sau. Ikosi thì chúng ta sẽ rút gọn thành ike, đúng không ạ? Còn muot thì chúng ta rút gọn thành gì? À, rút gọn thành mua. Như vậy ta có mua lên đây. Còn imnika thì chúng ta sẽ biến đổi thành gì ạ? Imnika sẽ biến đổi thành yeo. Imnika này bởi vì mua không có bắt chim cho nên nó sẽ là yeo. Ikosi mosimnika ike muyo. Và nếu chúng ta xem phim, chúng ta sẽ thường thấy người Hàn bảo là ike muyo. Ike muyo. Cái này là cái gì vậy? Ví dụ thứ hai. Ikosun gió khuôn nim nita. Cái này là gì ạ? Cái này là hộ chiếu. Và cái này là hộ chiếu thì sao? Ikosun này sẽ rút gọn như thế nào? Nó sẽ biến đổi thành ikon. Cơ sân đã biến đổi thành con, y con. Và gió quân thì là một danh từ riêng không thể rút gọn được. Cho nên người ta chỉ rút gọn được cái đuôi này thôi thành gì ạ? Gió quân thì là danh từ có bắt chim nơ phải không ạ? Vì thế cho nên nó sẽ cộng với y eo. Y con, gió quân y eo. Cái này là hồ chiếu đấy. Y kê mô eo, y con, gió quân y eo. Y cơ si mô xin nì ca, y cơ sân, gió quân im nì ta. Y kê mô eo, y khôn, gió khôn hiểu. Và từ đó chúng ta hãy cùng đến với hội thoại với sự rút gọn của câu các bạn nhé. Hội thoại 2. Thế hoa y. Mời các bạn chúng ta cùng nghe nào. 여기가 기숙사예요. 이건 기숙사 열쇠예요. 감사합니다. 그런데 저게 뭐예요? 가족 사진이에요. Các bạn đã nghe và đã phát hiện được là sự rút gọn ở đâu chưa ạ? Đầu tiên là Sokika kisuksa yeo. Như vậy, đầu tiên chúng ta đã thấy đuôi câu đây phải không ạ? Động từ ita thể hiện ở dạng thân mật đổi thành yeo. Và ikon, ikon này chính là gì ạ? Ikon chính là ikosun. Ikosun kisuksa jinse yeo. Cái này chính là chìa khóa của ký túc xá. Và kamsahamnida, xin cảm ơn nhá. Kurante, kurante là một từ mới, kurante là thế nhưng mà. Choke là gì ạ? Choke chính là chokushi, mua, yeo. Tất cả các thành phần trong câu này đều được rút gọn các bạn nhá. Chokushi, mua, simnika. Thì chúng ta nói là choke, mua, yeo. Rất là gọn phải không ạ? Và tiếp theo là cá chốc sa chín yeo. Vì sa chín này có bắt chín nơ cho nên y ta sẽ biến đổi thành yeo. Chúng ta cùng nghe lại một lần nữa nhé. 여기가 기숙사예요. 이건 기숙사 열쇠예요. 감사합니다. 그런데 저게 뭐예요? 가족 사진이에요. Chúng ta hãy học thật thuộc các hội thoại như thế này các bạn nhé. Nếu như chúng ta học thuộc rồi thì sau này chúng ta sẽ luyện nói rất là tốt. Bởi vì đây là các hội thoại rất là thông dụng trong giao tiếp hàng ngày. Sau khi hoàn thành xong hội thoại rồi thì chúng ta đến với phần gì? Đó chính là phần hoàn tông. Hoàn tông là phần hoạt động. Ôn tập lại cả hai phần chúng ta đã học. Đó là phần bài 7 phần 1 và bài 7 phần 2. Và chúng ta có hoàn tông này yêu cầu gì nào? Pokichorom chinguwa ijaki heposeo. Hãy nói chuyện với bạn giống như câu mẫu. Và chúng ta có nào? Câu mẫu là gì?
여기가 어디예요? Đây là đâu? Họ đang nhìn vào bức tranh phải không ạ? Đang nhìn vào bức tranh và hỏi. 여기가 어디예요?교실이에요.교실 là lớp học phải không ạ?교실 có bảng, có bàn giáo viên, có bàn học sinh. Như vậy đây là lớp học. 이게 뭐예요? Cái này là cái gì? Computer예요. 이게 là cái này phải không ạ? À, người ta đang hỏi cái này là cái gì? Như vậy chúng ta có thể thực hiện cả cái hội thoại giống như là hội thoại lúc nãy, bởi vì chúng ta có thể hỏi thêm nào, cái kia là cái gì này, cái này là cái gì này, cái này là cái gì, vân vân. Chúng ta có thể hỏi cho đồng hồ, hỏi cho cặp, hỏi cho bàn, hỏi cho ghế, vân vân. Và chúng ta tiếp tục hội thoại như vậy với hình ảnh bên này. Và sau phần hoan tông thì mời các bạn chúng ta cùng đến với phần mun hoa. Mun hoa hôm nay người Hàn giới thiệu cho chúng ta một cái văn hóa, đó là văn hóa ngồi trên sàn của người Hàn Quốc. Hàn Quốc e choa sóc mun hoa, văn hóa ngồi của Hàn Quốc. Và nhìn vào tranh này chúng ta cũng đã thấy rằng là người Hàn làm sao ạ? Người Hàn đã để dép ở phía ngoài rồi vào trong ngồi để sinh hoạt. Chúng ta có nào? Từ vựng của cô là pa tác là sân nhà, xăng hoa là sinh hoạt, bắn ta ra ta có nghĩa là phát triển và xin pa rưn vật ta có nghĩa là cởi giày dép ra. Vậy chúng ta xem nào, họ nói cái gì ở đây cụ thể nào? Hàn cụ cưng, bà ta kê ăn trà so, xem hoan hà nên trà sực mùn hòa cá, phần ta rẻ xâm nỉ ta. Hàn Quốc á, thì cái văn hóa ngồi, cái việc mà ngồi trên sàn nhà để sinh hoạt thì đã rất là phát triển. Và cứ rẻ so, Hàn Quốc xa làm từ rừng, tè bù bùn, chỉ bề so xin pa nên bột cố, xem hoan hà nỉ ta. Vì thế cho nên là người Hàn Quốc thì tè bù bùn là đại bộ phận, chỉ bề so xin parun bột cô cởi giày dép ra và sinh hoạt. Khi cô xin parun bột cô thưa cả so xích xa rừng hà nên xích tăng tố ít sức để ta. Và cái việc mà cởi giày dép ra rồi đi vào để dùng bữa thì xích tăng là nhà hàng, và cũng có những nhà hàng mà cởi giày dép ra để đi vào dùng bữa. Đấy. Như vậy là văn hóa của Hàn Quốc là văn hóa ngồi. Các bạn xem phim, từ phim cổ trang cũng thấy vua cũng ngồi và hoàng hậu cũng ngồi, rồi các quan lại cũng ngồi. Đấy, đó là văn hóa ngồi. Tại sao là như vậy ạ? Đó là ảnh hưởng cái văn hóa sưởi sàn của người Hàn Quốc. Bởi vì Hàn Quốc là một xứ lạnh, khi mùa đông đến rất là lạnh, và hệ thống sưởi của người Hàn là họ bắt cái hệ thống sưởi dưới nền nhà này các bạn này. Cho nên là ngồi thì ấm, còn đứng thì lại lạnh. Cho nên là từ vua quan cho đến là người dân. Bây giờ mời các bạn chúng ta cùng đến với các dụng cụ trong sinh hoạt hàng ngày ở trong ký túc xá các bạn nhé. Semintoku có nghĩa là dụng cụ sinh hoạt ở trong phòng vệ sinh. Chúng ta có nào? Hai chai này là hai chai gì ạ? Đây chính là dầu gội và dầu xả. Dầu gội ta gọi là shampoo, mà dầu xả ta gọi là linsu. Chúng ta lại có gì ạ? Chúng ta lại có pinu là xà phòng. Chúng ta lại có chích son là bàn chải răng. Chúng ta lại có chi giác là kem đánh răng. Chúng ta lại có gì ạ? Súc con là khăn mặt. Rồi bàn cạo râu là mentoki, và cái cốc để đánh răng ta gọi là khóc. Và cuối cùng đó là hiu chi là giấy vệ sinh. Như vậy là các đồ vật mà sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày thì chúng ta cũng phải thuộc từ vựng về nó. Chúng ta có thể sử dụng nó để nói trong sinh hoạt hàng ngày các bạn nhé. Và bây giờ phần cuối cùng đó chính là phần đánh giá kết quả mà chúng ta đã học trong bài 7 phần 1 và bài 7 phần 2. Phần đánh giá sẽ có hai nội dung, một là tức ki nghe hiểu và hai là ích ki đọc hiểu. Vậy tức ki của bài 7 là gì? Chúng ta có nào? Từ câu 1 đến câu 3 là turun ko sun ko rusipsio, hãy chọn phần nghe được. Cùng thử nghe nhá. 1번 여기 여기. À, cho ki chính là đáp án 1 đây này. Đúng không ạ? Rồi câu 2 các bạn nghe xem nhá. 2번 시장 시장. Xichang hay là xích tăng đây? Rồi chúng ta cùng nghe lại một lần nữa nào. 2번 시장 À, xichang chính là đáp án 3. Đúng rồi. Còn câu 3 nào chúng ta nghe nào. 3번 베개 Bk chính là đáp án 4. Và bây giờ chúng ta đến với phần tiếp theo, đó là câu hỏi 4 và 5. Câu hỏi 4 và 5 có hình thức giống nhau, đó là tham kurimun poko, an mà chân thẻ thập bún của Rusipsio. Hãy xem bức tranh và gì ạ? Trả lời bằng gì? Cái đúng, bằng từ đúng. Bây giờ bức tranh này là gì ạ? Bức tranh này chính là hoa trang xin phải không?
Hóa trang xin tức là cái phòng vệ sinh. Vậy thì đáp án 1 hay 2 hay 3 là hóa trang xin. Chúng ta lần lượt nghe từng đáp án các bạn nhá. Chúng ta cùng nghe nào. 4번 1 사무실 사무실 2 세탁소 세탁소 3 화장실 화장실 4 기숙사 기숙사. Vậy đáp án của chúng ta chính là đáp án 3. Vậy hình 5 này là gì ạ? Hình 5 này là hồ chiếu và có chữ này, chữ do quân. Do quân là đáp án mấy nào? Chúng ta cùng nghe nào. 5번 1 지갑 지갑 2 여권 여권 3 이불 이불 4 거울 거울. Như vậy là đáp án 2. Chắc là các bạn nghe rõ rồi phải không? Bởi vì danh từ rất là dễ nghe. Và bây giờ chúng ta cùng đến với phần đọc hiểu. Đọc hiểu thì cái này cũng rất là dễ phải không ạ? Mấy câu hỏi đầu rất là dễ, đó là tham krimun poko manun thanorun kurusipsio. Hãy xem bức tranh và chọn từ vựng phù hợp. Cái này là cái nhà danh từ tiếng Hàn gọi là gì ạ? Đó chính là chiếc. Đáp án 1. Còn câu 2 chúng ta thấy có cái móc áo này, và đây có cái áo treo này. Và ở đây chúng ta có bốn từ vựng là mi dông xin có nghĩa là gì? Mi dông xin là tiệm cắt tóc gội đầu phải không ạ? Hai phiên ni châm có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là cửa hàng tiện lợi. Và xe tắc xô là tiệm giặt, và supermarket có nghĩa là siêu thị. Vậy đáp án của chúng ta chính là xe tắc xô, tiệm giặt. Còn câu 3 nào? Câu 3 là cái ô phải không ạ? Cái ô trong tiếng Hàn có tên gọi là gì? À đó chính là y. Đó chính là gì ạ? Đó chính là usan. Usan đâu ạ? Usan đây đúng không? À, vậy các đáp án khác là gì? Ipun có nghĩa là cái chăn này, usan là cái ô này, dân xuê là chìa khóa, và kapang chính là cái túi hoặc là cái cặp. Thật là dễ phải không ạ? Chúng ta cùng đến với hai câu hỏi cuối cùng xem nào. Hai câu hỏi cuối cùng có ý nghĩa là gì? Họ đòi hỏi gì ạ? Pin khane thurakan khá chăng ăn mà chân có sân có rư xịp xìu. Hãy gì ạ? Hãy chọn cái phù hợp nhất để đưa vào chỗ trống. Vậy chỗ trống của câu 4 là gì? Gió kika tinh 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 in nỉ ca sa mu si rim nỉ ta. Ở đây chúng ta có một cái từ khóa rất là quan trọng, đó chính là sa mu sil. Sa mu sil là văn phòng. Văn phòng là một từ vựng chỉ địa điểm phải không ạ? Chỉ nơi chốn. Vì thế cho nên chúng ta sẽ tìm từ nghi vấn hỏi về nơi chốn phải không ạ? Ở đây chúng ta có bốn đáp án. Một là onje. Onje có nghĩa là khi nào, bao giờ. Nuku có nghĩa là ai, người nào. Oti là ở đâu, nơi nào. Và mu sinh là gì nào. Một từ nghi vấn khuyết thiếu các bạn nhé. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án 3, oti. Chúng ta ghép vào xem nào. Gió khi ca, oti mì cá, sa mu si ri mì tà. Ở đây là đâu vậy? Đây là văn phòng. Câu 5 nào. Câu 5 chúng ta có hỏi gì? Chó kê, tinh tinh tinh, dễ ố. Chó kê có nghĩa là đằng kia phải không ạ? Cá chốc xa chín nhiều. Cá chốc xa chín là gì? Là bức ảnh gia đình. Bức ảnh gia đình là một vật. Vì thế cho nên từ nghi vấn đến này phải là từ nghi vấn hỏi vật phải không ạ? Vậy chúng ta sẽ có từ gì? Đầu tiên đáp án 1 là where, vì sao, tại sao. Mua này chính là mua là cái gì, điều gì phải không ạ? Chăng xô, nơi trốn. Và nara là quốc gia, đất nước. Vậy thì đáp án của chúng ta là đáp án 2. Bây giờ chúng ta ghép thử xem nhá. Chó kê mùa yếu, cá chốc xa chín nhiều. Cái đằng kia là cái gì vậy? Là ảnh gia đình. Chúng ta đã hoàn thành kiến thức của bài 7. Và bây giờ mời các bạn cùng đến với bài tập về nhà nhá. Bài tập chúng ta có cái gì? Ở đây cô ra hai bài tập cho các bạn. Bài tập thứ nhất là An ma chân có sân của Rishipsio. Hãy chọn cái đúng. Cái đúng ở đây là gì? Đó là ở trong ngoặc này chúng ta chọn chữ đứng trước hay chữ đứng sau. Còn bài tập thứ hai là gì? Tài hòa rân oán song hạ xịp siêu. Hãy hoàn thành hồi thoại. Chúng ta hãy quan sát câu trả lời để chúng ta tìm câu hỏi. Chúng ta đã hoàn thành kiến thức của bài 7. Và bây giờ mời các bạn cùng đến với bài tập về nhà. Chúng ta hôm nay có hơi nhiều bài tập một chút. Bài tập thứ nhất là gì? Đó là án mặt chân của sân của xịp siêu. Hãy chọn cái đúng. Có nghĩa là các bạn hãy chọn cái đúng ở trong cái gì ạ? Trong ngoặc này. Còn bài tập 2 là gì? Tài hòa rân oán song hạ xịp siêu. Hãy hoàn thành hồi thoại, có nghĩa là chúng ta nhìn vào câu trả lời để chúng ta đoán câu hồi thoại, câu hỏi là gì. Và bài tập tiếp theo nào. Bài tập tiếp theo là chúng ta có sử dụng y kê, cho kê, mua để chúng ta hoàn thành cái hồi thoại.
Chúng ta hãy dùng ike, choke và mua để đặt câu hỏi và trả lời các bạn nhé. Mong các bạn về nhà ôn tập thật tốt. Chúc các bạn sức khỏe. Anh hi kê xeo.